Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đến với bản tin Rộ nghi án bà xã Lý Hải mang bầu lần thứ tư. Hình ảnh hot girl Minh Hà thường xuyên diện áo rộng trong chuyến du lịch ở xứ sở chuột túi vừa qua đã khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang bầu lần thứ tư. 6 năm kể từ ngày lấy nhau, Lý Hải và Minh Hà đã có 3 nhóc tì xinh xắn là cậu con trai cả Rio 4 tuổi rưỡi, con gái Cherry 3 tuổi và bé Úc Sunny 16 tháng tuổi. Cả ba bé đều xinh xắn và hoạt bát, là những ngôi sao nhí cực hot của showbiz Việt. Tuy kết hôn ở độ tuổi còn khá trẻ, nhưng hot girl Minh Hà luôn khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ khi là một bà mẹ rất khéo chăm con. Hạnh phúc hơn khi Lý Hải cũng là một ông bố yêu thương và chiều chuộng vợ con. Dù công việc có bận rộn đến đâu, hai vợ chồng luôn dành thời gian ở bên cạnh vui chơi với con như những người bạn thân thiết. Thời gian gần đây, nhiều người nghi vấn xung quanh việc Minh Hà đang mang thai nhóc tì thứ tư đã được đưa ra. Sau khi đóng máy phim Lật Mặt 2, Lý Hải đưa vợ con đi du lịch ở Úc. Hình ảnh Minh Hà mặc váy rộng thùng thình khiến nhiều người suy nghĩ đến một chia sẻ trước đây của Minh Hà rằng mỗi lần mang bầu, cô đều được ông xã bù đắp bằng những chuyến đi ngoại quốc. Liệu có phải Lý Hải sắp chào đón thành viên mới của gia đình? Rất nhiều fan đã thắc mắc trên trang cá nhân của hai vợ chồng, thậm chí có người còn tiết lộ rằng Minh Hà đã mang thai 6 tháng. Mặc dù không rõ đây có phải là thông tin chính xác hay chưa, nhưng rất nhiều người đều đang chúc mừng và chờ đợi em bé thứ tư của gia đình Lý Hải Minh Hà chào đời. Tuy nhiên, Minh Hà vẫn chưa lên tiếng xác thực bất cứ thông tin nào. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!